Xin chào các bạn, sự đa dạng trong cách dùng người của huấn luyện viên Kong O'Quinn đã cho người mộ Việt Nam thấy được sự thích nghi của các cầu thủ trong nhiều sơ đồ khác nhau hay lối chơi khác nhau. Và hãy cùng Golden Star Warriors điểm nhanh đến những cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí trong sơ đồ của các huấn luyện viên nhé. Đầu tiên là đầu vàng Nhâm Mạnh Dũng. Vị trí chính của cầu thủ người Thái Bình khi chơi ở Viettel là tiền đạo mục tiêu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã cho Mạnh Dũng thử nghiệm ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ khi chơi ở Dubai Cup. Và trong trận đấu với Thái Lan ở vòng chung kết UEFA châu Á, khi trung vệ Thanh Bình không thể ra sân vì đau bụng, thì Nhâm Mạnh Dũng đã kết hợp với Bùi Hoàng Việt Anh để tạo thành bộ đôi trung vệ của ngày hôm đó. Đây được xem như tình huống khá hiếm gặp của bóng đá Việt Nam khi một cầu thủ có thể đá được cả vị trí trung vệ lẫn vị trí tiền đạo. Ở Việt Nam thì hiếm trung vệ nào được đẩy lên để đá tiền vệ phòng ngự. Lương Duy Cương có thể là trường hợp đầu tiên, khi mà huấn luyện viên Công đã đưa Duy Cương đá trong vai trò thấp nhất của hàng tiền vệ 3 người, cùng với Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường. Miếng đánh phòng ngự từ xa giúp hàng tiền vệ của U23 Việt Nam phong tỏa sức tấn công của đối thủ từ sớm và giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Trái lại thì Đỗ Duy Mạnh nổi lên ở vị trí tiền vệ trụ dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền thì cầu thủ Quê Đông Anh được kéo xuống để đá trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ của Chiến Đa Gia người Hàn và cũng chơi ở vai trò tương tự trong sơ đồ của câu lạc bộ Hà Nội kể từ đó. Dụng Quang Nho có lẽ là một trong những cầu thủ đa năng nhất tại Việt Nam, từ vị trí trung vệ, hậu vệ phải, tiền vệ phải đến tiền đạo cánh. Cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng đều có thể chơi được. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu tứ kết U23 châu Á với Ả Rập Xê Út, Quang Nho nói rằng chỉ có vị trí thủ môn là em chưa chơi thôi. Rõ ràng nhất là trong trận đấu với U23 Malaysia, Quang Nho chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải nhưng lại kiếm được quả pen từ vị trí cánh trái. Khuất Văn Khang nổi lên ở giải U16 châu Á 2018 với pha sút phạt thân sâu vào lưới U16 Indonesia. Cầu thủ đa năng của Viettel chơi ở vị trí cánh trái, tuy nhiên đã được kéo về đá cặp tiền vệ trung tâm với Văn Trường tại giải U23 châu Á vừa rồi. Thậm chí khi chuyển thành sơ đồ 4-4-2, Khuất Văn Khang còn có thể đá cặp tiền đạo với Nhâm Anh Dũng. Chúng ta đã quá quen với Công Phượng trong vai trò của một tiền đạo lùi khi đá cặp với Tiến Linh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, hay tiền đạo mục tiêu tại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ở Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Kiên Tiến Sắc đã sử dụng Công Phượng ở vị trí tiền vệ trung tâm tại AFC Champions League. Với khả năng sáng tạo và cầm bóng sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai ổn định ở tuyến giữa và chuyển trạng thái nhanh khi tấn công, vì Hoàng Anh Gia Lai đều phải đụng độ những đối thủ mạnh hơn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.